Xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh Tô Màu của mình. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau tô màu bức tranh chú vịt và chú bò nha mọi người. Để chúng ta bắt đầu nhé.
vậy là mình đã tô màu xong bức tranh về rồi nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video tô màu này của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye.